Hi, xin chào các bạn. Thì các bạn nhắn tin hỏi mình rằng là anh ơi, anh có thể giải thích những cái thông số ở trong các unit cho nó rõ ràng cho mọi người dễ hiểu được không? Thì hôm nay trong video này thì mình sẽ hướng dẫn, mình sẽ giải thích tất cả những cái thông số cơ bản của một unit cho các bạn dễ hiểu và dễ nắm bắt và dễ chơi hơn nha. Thì trong câu hỏi bạn có đặt ra cái câu hỏi rằng là như thế nào là một unit, như thế nào là một combatant, xong rồi multiple unit, xong rồi multiple combatant là như thế nào, thì mình sẽ trả lời cái câu hỏi đó trước cho bạn ha. Thì đối với unit, mỗi cái hình như thế này này, mỗi cái một cái card, một cái cạc, một cái thẻ như thế này ấy, mình gọi là một unit. Thì sẽ có những cái đòn phép ấy mà nó ảnh hưởng tới một unit hoặc là multiple unit, thì một unit là như thế này. Và sẽ có những cái đòn phép của con phù thủy nó ảnh hưởng tới multiple unit, thì multiple unit nó sẽ là 2, 3, 4 đó, nó sẽ ảnh hưởng như thế này. Còn combatant là như thế nào? Combatant tức là một unit nhưng mà có một model như thế này thì mình gọi là một combatant. Một unit mà nó có 120 model như thế này mình gọi là 120 combatant. Thì các bạn sẽ kiểm tra những cái phép của phù thủy của bạn, bạn xem là cái phép đó nó mạnh đối với một combatant hay là mạnh đối với multiple combatant, mà các bạn sẽ lựa chọn phép đánh và lựa chọn đối tượng đánh cho nó phù hợp ha. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ tới với một cái stat rất là quan trọng, đó là melee attack và melee defense. Các bạn có biết rằng là trong game Total War này mình cũng đổ xí ngầu để quyết định xem ai là người đánh trúng, ai là người đánh hụt. Và tiếp theo đó là đổ xí ngầu xem quyết định là cái đòn đánh đó nó gây được bao nhiêu sát thương không? Các bạn nghe quen không? Nó rất là giống đối với những cái game D&D đúng không? Y chang như những game board game luôn. Thì đây chính là một cái cơ chế mà mình nghĩ là cũng nhiều bạn không biết đâu, cho nên là mình sẽ giải thích ha. Thì để quyết định xem là một cái con unit của bạn nó đánh chật hay đánh trúng ấy, thì bạn sẽ phải so cái con của mình mà sẽ sắp tới mà sẽ đánh nhau với lại đối thủ ấy. Thì trong trường hợp này là mình sẽ chọn Swordsman và đánh nhau với lại Red Spear. Và hai cái thông số mà mình cần so sánh ở đây đó chính là Melee Attack và Melee Defense. Melee Attack và Melee Defense của con Swordsman của mình là 32 và 32 đều ha. Và của Red Spear là 26 và 42. Bây giờ mình sẽ chia ra làm hai trường hợp. Cái cách tính của nó sẽ là một con số 35 cơ bản cộng cho cái số melee attack của con bạn trừ cho cái số melee defense của đối thủ, nó sẽ ra cái phần trăm mà tỷ lệ hit. Nhưng mà cái phần trăm này nó sẽ luôn luôn lớn hơn 8% và nhỏ hơn 90% nha. Rồi, trường hợp đầu tiên, nếu mà Swordsman của mình đánh bọn Red Spear trước thì mình sẽ lấy 35 cộng cho 32 trừ cho melee defense đối thủ là 42. 35 cộng 32 trừ 42 là mình chỉ có 25% đánh trúng thôi. Cho mà nó ra đánh nào. Là mình chỉ có 25% đánh trúng thôi. Còn chiều ngược lại, nếu mà bọn Red Spear nó tấn công bọn Swordsman của mình, tức là tới lượt nó đánh ấy, thì nó sẽ lấy cái số melee attack của nó là 26 trừ cho melee defense của mình là 32 và cộng cho số 35 cơ bản nữa sẽ nó ra là sẽ là 29% khả năng đánh trúng. Mấy bạn thấy chưa? Và sau khi tính cái tỷ lệ đánh trúng đánh hụt đó rồi ấy, thì mình mới bắt đầu tính tiếp cái chỉ số, gọi là cái chỉ số mà quyết định xem là đánh bao nhiêu đam. Thì cái chỉ số mà quyết định đánh bao nhiêu đam thì nó sẽ còn bị ảnh hưởng bởi con chỉ số giáp nữa. Cái chỉ số mà đánh bao nhiêu đam thì nó sẽ nằm ở đây. Ví dụ như con Swordsman của mình sẽ là 28. Và 28 này nó chia ra làm là Base Weapon Dam và Armor Piercing Weapon Dam, mình gọi là AP cho nó gọn nha. Có con số 28 nó sẽ chia ra là 21 và 7. Và đem AP thì là cái đem là đem luôn luôn tính và bỏ qua giáp. Còn cái đem mà Base Weapon Dam mà con số 21 ấy thì nó sẽ bị giảm đi nữa. Nó sẽ bị giảm đem reduction nhờ vào số giáp nữa. Các bạn có thấy cái số giáp trên đây không? Bây giờ mình sẽ làm một cái ví dụ cho nó dễ hiểu này. Ví dụ như con Swordsman của mình đánh trúng con Red Spear thì mình sẽ bắt đầu tính đam của con Swordsman này nó gây ra là bằng bao nhiêu ha. Thì 7 đam sẽ là luôn luôn tính rồi. Và con số 21 đam còn lại nó sẽ bị giảm đi phần trăm bởi cái số giáp này. Cái số giáp này của mỗi đơn vị ấy, bạn thấy ấy, có số giáp là 40, nó chính là cái số
5% giảm damage reduction cao nhất mà bạn có thể nhận được. Và cái số minimum của nó sẽ là 50% của con số này, tức là một con số từ 20 cho tới 40. Min là 20 và max là 40. Bạn thấy không? Giáp 40 tức là max là 40 và min sẽ là 20. Và khi mà bị đánh trúng ấy, thì bạn sẽ được giảm ngẫu nhiên từ 20 tới 40. Phải không? Bạn hiểu không? Được giảm ngẫu nhiên từ 20 tới 40 bằng cách lăn xí ngầu. Đó, một game chiến thuật như vậy nhưng mà cũng có lăn xí ngầu. Hoàn toàn có lăn đều quyết định hên xui vào lăn xí ngầu cả. Thì giảm 20 tới 40 của cái con số này, của cái con số 21. Đó, các bạn hiểu không? Còn đem AP là đem luôn luôn tính và nó bỏ qua giáp. Và cái chiều ngược lại, giờ mình sẽ chiều ngược lại là chiều của Respe. Bây giờ đánh Sussman để cho các bạn dễ hiểu hơn nha. Mình lại thêm một ví dụ nữa. Thì cái đam của bọn Respe là 25 và nó chia ra là 19 và 6. Còn cái bonus versus lair mình sẽ nói sau. Bây giờ mình chưa có nói với cái versus lair vội. Thì nó là 25, là 19 và 6 đúng không? Trong đó 6 là luôn luôn áp dụng xuyên giáp. Xuyên giáp là luôn luôn áp dụng, bỏ qua giáp. Còn con số 19 thì nó sẽ bị giảm đi 1% từ 15 cho tới 30. Đó, 30 là maximum giáp và nó sẽ lấy một số ngẫu nhiên là một nửa từ 15 tới 30, thì nó sẽ giảm đi từ 15 tới 30% của cái con số 19 này. À. Rồi, xong rồi bây giờ thì mình mới nói tới những cái phần khác, đó là cái phần chest bonus. Cái chest bonus này nó chỉ áp dụng khi mà bạn xung kích tới đối thủ và nó có giá trị là 14. Và con số 14 này nó sẽ cộng vào melee attack và cộng vào cả weapon strength nữa. Cộng melee attack thì lấy cộng 14 thẳng cộng 32 luôn, và sau đó là áp dụng vô công thức tính đánh chật trúng melee defense 35 cộng melee attack trừ melee defense. Rồi, và nó cũng cộng vô cái weapon strength với con số 14 y chang luôn. Nhưng mà nó sẽ chia theo tỷ lệ. Chia theo tỷ lệ là 21/7. Tức là con số 14 đó nó sẽ phải chia theo tỷ lệ là 21/7. Thì một bên là 3 phần, một bên là 1 phần. Vậy đó. Con số 14 chia làm một bên là 3 phần của base weapon damage và một bên của AP damage là 1 phần cộng cho 7. Nó sẽ chia làm như vậy. Và nó không... Cái thời gian mà áp dụng cái bonus này nó chỉ kéo dài đâu khoảng 13 giây à. Đó là cái chest bonus ha. Xong rồi, sau đó thì mình sẽ có các loại resistance, mấy bạn biết không? Các loại resistance dam. Trong game này thì nó có nhiều loại resistance, nó sẽ giảm thêm nữa ngoài giáp. Thì đầu tiên nó sẽ là cái physical resistance. Trong cái đám này không có, nhưng mà mình sẽ tìm một cái con khác để mình ví dụ cho các bạn. The physical resistance là cái loại damage reduction giảm thêm cho những cái loại sát thương mà tính theo kiểu vật lý, như là kiểu là đâm, chém, đập, cắn mấy con chó hay mấy con thú, thì nó sẽ cắn, nó đập, nó vẫy đuôi hay nó gì đó, nói chung là tác động vật lý ở tầm gần. Thì mình, nếu mà con lính của mình mà nó có cái trait ability ở đây là physical damage resistance bao nhiêu phần trăm nữa thì nó sẽ được giảm thêm bấy nhiêu phần trăm damage nữa. Và cái loại resistance thứ hai đó chính là fire damage resistance, tức là damage reduction dành cho những cái loại sát thương lửa. Thì thường là những con nào mà đánh lửa thì nó mình mới giảm được cái damage resistance này. Còn nếu mà đối thủ không đánh lửa thì cái trait mà fire damage resistance này coi như bỏ không. Và tiếp theo đó chính là cái loại mà missile damage resistance, thì chính là những cái loại damage resistance dành cho bọn bắn cung. Nó bắn vô mình thì mình giảm thêm đam từ cung vậy thôi. Và có một cái quan trọng đó chính là magical damage resistance, là các loại damage resistance dành cho cái đòn phép của phù thủy. Và một số đơn vị thì nó cũng có cái khả năng trong cái dòng melee attack của nó có ghi là cái đòn đánh này nó là đòn phép, tức là mình có thể giảm thêm sát thương từ cái con đó. Với những cái đội nào mà có magic damage resistance ấy thì nó chỉ thủ được những cái hệ tấn công thuộc dạng magic thôi. Còn mấy cái loại mà đánh physical thường là bọn nó cũng bỏ qua luôn. Còn những cái con mà nó có melee attack là magical damage ấy thì nó sẽ bỏ qua những cái physical resistance thông thường. Còn word say chính là cái loại damage reduction tốt nhất, bởi vì nó sẽ bao gồm tất cả những cái 4 loại giảm sát thương ở phía bên trên luôn.
Ok, và video của mình đến đây là hết rồi. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video khác.